Phẩm thứ 8, Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký. Lúc bấy giờ Phú Lâu Na sau khi nghe Phật nói về những phương tiện tùy cơ nói pháp, lại nghe Phật thọ ký cho các vị đệ tử lớn, lại nghe việc nhân duyên đời trước và sức tự tại thần thông lớn của chư Phật, lòng thanh tịnh hớn hở, bèn quỳ lễ Phật bạch rằng: Thế Tôn thật là đặc biệt, làm việc ít có, là thuận theo không biết bao nhiêu tánh của chúng sanh mà nói pháp cứu vớt. Chúng con không thể dùng lời nói mà tuyên bày cho hết những công đức của Thế Tôn, nhưng xin Thế Tôn biết cho bổ nguyện trong thâm tâm của chúng con. Phật bèn nhắc công phu tu hành của Phú Lâu Na ở các tiền kiếp, ở nơi 90 ức đức Phật thuở quá khứ, hộ trì trợ tuyên chánh pháp của Phật và là bậc nhất trong nhóm người nói pháp thuở đó. Ở trong pháp không, thông suốt, rành rẽ, đặng bốn trí vô ngại, thường hay suy gẫm sâu xa, nói pháp thanh tịnh, không chỗ nghi hoặc. Tuy đầy đủ thần thông Bồ Tát, người lúc bấy giờ đều gọi Phú Lâu Na là Thật Thanh Văn. Ông dùng phương tiện thanh văn đó mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh và giáo hóa vô số người đứng hẳn trong đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các tỳ khưu, thời bảy đức Phật, Phú Lâu Na cũng là bậc nhất trong hàng người nói pháp, rồi trong tương lai cũng là bậc nhất nói pháp và cũng sẽ hộ trì trợ tuyên chánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Vì muốn làm tịnh cõi Phật mà Phú Lâu Na thường siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sanh, lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Nhờ đó mà qua vô lượng số kiếp sau, Phú Lâu Na sẽ thành Phật, hiệu là Pháp Minh, lấy hằng sa tam thiên đại thiên thế giới làm thành một cõi Phật, lấy bảy báo làm đất, mặt đất bằng phẳng như mặt bàn tay, không gò núi, khe suối, rạch ngòi. Trong cõi ấy, đài bảy báo đầy dãy cung điện của chư thiên ở gần với hư không, trời người giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng không có đàn bà. Chúng sanh ở cõi ấy đều do biến hóa sanh, không có dâm dục, đặng thần thông lớn, thân chói ánh sáng, bay đi tự tại, chí niệm bền chắc, tinh tấn trí huệ. Dân dân nước ấy có hai thức ăn, một là pháp hỷ thực và thiền duyệt thực. Bồ Tát ở đó đông vô số, còn thanh văn cũng thế. Nước Phật ấy tên là Hiện Tịnh, kiếp gọi Bửu Minh. Nói xong, Đức Phật trùng tuyên bằng một bài kệ: Bây giờ 1200 vị A-la-hán tâm tự tại nghĩ. Nước Phật đều thọ ký cho mình như đã thọ ký cho các vị đệ tử lớn thì sung sướng biết bao. Đức Phật biết tâm niệm đó, bèn lần lượt thọ ký cho 500 vị A-la-hán, bắt đầu là tỳ khưu Kiều Trần Như. Tất cả sẽ thành Phật, đồng một hiệu là Phổ Minh. Được thọ ký xong, 500 A-la-hán vui mừng lễ Phật bạch: Thế Tôn, từ trước tới nay chúng con cứ tưởng là được diệt độ, nay mới biết chúng con vô trí. Vì sao? Vì đã được trí huệ của Như Lai mà cứ cho trí nhỏ của mình là đủ. Rồi các vị trình một thí dụ: trong kho tàng Phật báo, chúng con chỉ mới được một phần mà lại tự cho là đủ, thế chẳng khác người nghèo cùng đến chơi một nhà thân hữu giàu lớn. Tiệc rượu xong, anh nghèo say dùi nằm ngủ, bạn giàu vì có việc ra ngoài gấp, bèn lấy một hộp ngọc vô giá cột vào vạt áo của bạn say để tặng. Hết say, anh nghèo ra đi, không hay trong mình có ngọc, đến một nước khác cầu y cầu thực, làm ăn vất vả. Mỗi khi được một ít của cải, tự cho là đủ, không dám mong một tình cảnh tốt đẹp hơn. Về sau, anh bạn giàu gặp trở lại anh nghèo, thấy anh khốn khổ quá, bèn trách sao không dùng viên ngọc trong vạt áo để kinh doanh. Chừng ấy anh nghèo mới hay là mình giàu, liền dùng vốn ấy mà kinh doanh,
và trở nên giàu có. Các vị A-la-hán kết luận: chúng con cũng như vậy. Từ lâu xưa, Thế Tôn thường giáo hóa cho, thế là Thế Tôn đã gieo trong chúng con cái nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế mà chúng con vô trí, chẳng hay cũng chẳng biết, được chút phần niết bàn, tưởng là đã đủ rồi, không cầu gì nữa. Nay Phật giác ngộ chúng con, dạy cho biết phải đặng Phật huệ vô thượng mới thật là diệt độ. Quyền nghĩa: thích sống gần Phật, chân lý giải thoát, hiểu được lời Phật và đem diễn giải, là người đã trở về với tánh sáng suốt Bồ Đề, nên gọi là Bồ Tát. Trong thì sáng suốt, thanh tịnh, tịnh quốc độ, mà ngoài sống như người thường mới sanh nghe pháp, thanh văn, để gần gũi chúng sanh và dùng phương tiện giúp chân lý soi sáng mọi người, trợ Phật. Như thế mãi mãi sẽ có ngày thành Phật, nghĩa là đạt đến sự giác ngộ vô thường. Vì công đức trợ Phật này mà có hiệu là phổ minh, phổ biến, gieo rắc khắp cùng ánh sáng.